Bất động sản đặc biệt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Hôm nay em về đây là ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho chị ha. Gửi đến chị một miếng đất nền ngang là 5m, sâu vô là 33m nha anh chị. Trước đất mình đây là đường ra này là khoảng 4m đó chị ha, cho xe tải là 3,5 tấn mình lưu thông nha anh chị. Đặc biệt ở đây đó thì đất nền mình đó thì có thổ cư là 100% luôn chị nha. Nếu anh chị ở xa như ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, muốn về đây xem đó là khoảng là 60 cây số là tới chị nha. Anh chị tới vị trí ngay chỗ mà công an thành phố Mỹ Tho anh chị ha, thì em sẽ đón anh chị đó nha. Từ chỗ công an thành phố Mỹ Tho vô tới đất mình chỉ có là 800m đổ lại là tới anh chị nha. Đường xá rất là dễ đi anh chị. Ở gần đó thì có rất là nhiều tiện ích như là Thế Giới Động, ngân hàng, trường học, ủy ban và rất là nhiều tiện ích khác nha anh chị nha. Em đi thẳng đường này nè anh chị, rồi ra cái đường nhựa là 7m anh chị ha. Đó khoảng là 500m là tới ra đường nhựa là 7m, xong rẽ phải tới là công an thành phố Mỹ Tho anh chị nha. Rồi, để không để mất thời gian của anh chị và cô chú này, em sẽ quay qua đất em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Ở khu vực này đó thì nhà cửa rất là đông đúc nha anh chị nha. Ở đây mình xài nước ngọt, không có mặn cũng không có phèn nha anh chị ha. Anh chị rất là yên tâm nha. Cái đường trước đất mình là đường thông, đường công cộng nha anh chị. Đây anh chị không, đường khá là rộng rãi. Tải khoảng 3,5 tấn mình cho vô được nha anh chị nha. Chủ ký gửi giá bán anh chị là 1.650.000.000 anh chị ha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị nha. Rồi để em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Đây có tụ bê tông nè anh chị, cao khoảng là 2 tấc nè anh chị ha. Để quay gần cho anh chị xem ha. Tụ bê tông ở bên tay phải màn hình anh chị. Đó, đây là cái tụ ganh nè anh chị nha. Sâu vô là 33m anh chị nha. Hiện tại thì cây cỏ rất là cao chị ha, mình không có vô trong được chị ha. Ta xịt thuốc cỏ nó nay chết hết rồi, chưa có đốt anh chị ha, nên mình thấy hơi khó anh chị. Qua bên tay trái mình là 5m anh chị, sâu vô là 33 anh chị ha. Trên đất mình thì không có màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Nó dài qua tới đây nè anh chị. Đây có tụ mà để che khuất anh chị ha, cho cái mai nè anh chị nha. Đây, để em quay gum lại gần gần cho anh chị xem ha. Đất mình dài tới chỗ mà cây dừa anh chị. Để quay xa cho anh chị xem nha. Để em gum gần lại xíu nè anh chị. Đây. Tới cây dừa cao này là tới ranh giới cuối cùng của mình đó anh chị nha. Hiện tại thì cỏ cao quá em không có vô trong quay được anh chị nha. Rồi để em quay lại cái mặt tiền 5m cho chị xem ha. Đây. Bất động sản đặc biệt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở thì liên hệ với em số thoại màn hình nha. Bên em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đất mình anh chị thì thấp hơn cái đường đan anh chị ha, đắp bằng khoảng một xíu anh chị nha. Đây quay kỹ cho anh chị xem nè. Em quay cao cho chị xem ha. Tại hiện tại thì mấy cây này đó người ta xịt nó chết hết rồi, nó che khuất quá mình thấy không rõ ha. Cái này mà phải đốt anh chị ha mới thấy anh chị nha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền nằm ở thành phố Mỹ Tho này thì liên hệ với em số điện thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi là 1.650.000.000 nha. Đặc biệt cái miếng đất nền mình là thổ cư là 100% nha anh chị nha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.